Thuốc lợi tiểu là những chất có tác dụng làm tăng tốc độ tạo thành nước tiểu. Vì vậy, thuốc lợi tiểu có tác dụng làm giảm thể tích dịch lỏng ngoài tế bào, nên được dùng chủ yếu để phòng và làm giảm phù, do suy tim xung huyết, phù phổi cấp, phù ở phụ nữ mang thai, xơ gán cổ trướng. Ngoài ra, thuốc lợi tiểu còn được dùng trong điều trị bệnh tăng huyết áp, suy thận cấp hoặc mạn, hội chứng thận hư, chứng tăng canxi máu. Về nguyên tắc, thuốc lợi tiểu làm tăng tốc độ tạo thành nước tiểu bằng cách làm tăng tốc độ đào thải natri qua nước tiểu, kèm theo là một anion, thường là clorid, trong cơ thể. Natri clorid là yếu tố quyết định chủ yếu thể tích dịch ngoại bào, và những ứng dụng chính của thuốc lợi tiểu là làm giảm thể tích dịch lỏng ngoài tế bào bằng cách làm giảm hàm lượng natri clorid trong toàn cơ thể. Sự mất cân bằng giữa natri clorid ăn vào và natri clorid mất đi sẽ gây bệnh. Nếu natri clorid có dư thì thể tích dịch lỏng ngoài tế bào quá nhiều và gây phù phổi, ngược lại gây truy tim mạch. Tuy nhiên, do cơ chế bù trừ nên khi dùng thuốc lợi tiểu tiếp tục thì sự đào thải natri clorid sẽ bị giới hạn, và nó tương xứng với lượng natri clorid ăn vào. Tham gia cơ chế bù trừ này là việc hoạt hóa hệ thần kinh giao cảm, hoạt hóa trục genin angiotensin aldosterone, giảm huyết áp động mạch. Thuốc lợi tiểu không những làm tăng tốc độ đào thải natri mà còn làm thay đổi sự đào thải các ion khác như K, H+, canxi 2+, magie 2+, clo trừ, HCO3, H3PO4. Các thuốc lợi tiểu ngày nay được phân loại theo cơ chế hoặc vị trí tác dụng trên ống thận. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được tính chất lý hóa của nhóm thuốc lợi tiểu để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. 1. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu là những chất dễ tan trong nước, được lọc hoàn toàn qua cầu thận, rất ít tái hấp thu ống thận và trở về mặt dược lý. Vì vậy, khi dùng liều cao, nó làm tăng độ thẩm thấu của dịch lọc trong ống thận, và do đó nó làm giảm sự tái hấp thu nước, tăng lượng nước tiểu. Hiện nay, trong nhóm này có 4 thuốc được dùng là glycerin, isosorbit, mannitol và UZ. Lý tính: bột kết tinh trắng, không mùi, vị hơi ngọt, nóng chảy ở 165 độ C âm 168 độ C, mannitol dễ tan trong nước, rất khó tan trong ethanol. Thực tế không tan trong ete và lipid. Hóa tính của mannitol là hóa tính của một polyalkonen. Hòa tan được hydroxin 2 đồng hoặc hydroxin sắt 3 cho 0,5 ml dung dịch sắt 3 chlorid vào mùng 1 ml dung dịch bão hòa mannitol trong nước, thêm 0,2 ml dung dịch natri hydroxin 5m lắc, dung dịch vẫn trong. Dễ tham gia phản ứng ete hóa hoặc ete hóa. Tác dụng với anh irid acetic có pyridin xúc tác, tạo kết tủa hexa acetyl mannitol, tủa nóng chảy ở 123 độ C, dựa vào phản ứng này để định tính và định lượng mannitol bằng cách xác định chỉ số ST hóa. Công dụng: do không tan trong dầu nên mannitol không khuếch tán qua ruột vào máu, phải dùng đường tiêm tĩnh mạch. Chỉ định chung: do có tác dụng làm tăng thể tích dịch lỏng ngoài tế bào, mặt khác, hiện nay có nhiều thuốc tác dụng lợi tiểu mạnh hơn, nên mannitol chỉ được dùng để phòng và điều trị suy thận cấp, trước khi suy thận trở nên không hồi phục, khi mới bị giảm niệu, điều trị phù não hoặc tăng áp lực nội sọ. Dạng bào chế: dung dịch từ 5% đến 25%, tiêm truyền tĩnh mạch. Các chất ức chế carbonic anhydrase: một thời gian ngắn sau khi đưa sulfanilamide vào điều trị các bệnh nhiễm trùng, người ta phát hiện ra rằng ngoài tác dụng kháng khuẩn, sulfanilamide còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ do ức chế enzyme carbonic anhydrase ở thận. Từ đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu tổng hợp các loại sulfonamide với mục đích tạo được hợp chất có tác dụng lợi tiểu tốt hơn. Kết quả, có hai nhóm có tác dụng lợi tiểu và được dùng hiện nay, đó là các sulfonamide một dị vòng và các dẫn chất beta disulfamoin benzen. Tác dụng: chỉ định dùng: enzyme carbonic anhydrase xúc tác thuận nghịch phản ứng hydrat hóa carbon dioxide và dehydrat hóa acid carbonic. Enzyme này có ở trong các tế bào và ở màng ống lượn gần, ống góc ở thận, có ở hồng cầu, ở mắt, hệ thần kinh trung ương, ở thận. Khi enzyme này bị ức chế thì làm tăng thải ion natri, do natri trong lòng ống thận không trao đổi được với ion hydro tạo thành từ HCO3 trong tế bào, nên gây lợi tiểu, làm tăng thải ion kali, ion hydrocarbonat nên gây nhiễm axit chuyển hóa. Tuy nhiên, tác dụng này sau khoảng một tuần thì bị mất do H cộng được tạo thành trong tế bào,
bởi cơ chế không phụ thuộc enzyme này. Ở mắt, enzyme carbonic anhydrase điều hòa việc tạo ra một lượng lớn HCO3 trong thủy dịch, nên làm tăng lượng thủy dịch do thẩm thấu. Khi bị ức chế, việc tạo thủy dịch giảm, nên các thuốc ức chế carbonic anhydrase có tác dụng hạ nhãn áp. Ở hệ thần kinh trung ương, khi enzyme này bị ức chế thì gây buồn ngủ và thuốc có tác dụng chống co giật. Trong hồng cầu, khi enzyme carbonic anhydrase bị ức chế sẽ gây tăng CO2 ở các mô ngoại vi, giảm CO2 trong khí thở ra. Ngoài ra, các thuốc ức chế carbonic anhydrase còn được dùng để phòng và điều trị chứng say khi leo núi, làm tăng tốc độ đào thải một số axit yếu có hại, duy trì độ tan của một số axit yếu ít tan trong nước như axit uric, do tác dụng lợi tiểu yếu, gây nhiễm axit chuyển hóa và gây mất kali máu, nên hiện nay các thuốc nhóm này không dùng làm thuốc lợi tiểu, mà chủ yếu dùng điều trị glaucoma, tăng áp lực dịch não tùy. Hiện nay, có 3 chế phẩm thường dùng trong điều trị là acetazolamide, metazolamide và diclofenamide. Thiazide và các thuốc lợi tiểu giống thiazide. Loraminophenamide, một chất được tổng hợp trong quá trình nghiên cứu thuốc lợi tiểu loại ức chế carbonic anhydrase, do tác dụng lợi tiểu yếu khi uống và có tác dụng phụ nói chung của các thuốc nhóm này, nên ngày nay không được dùng trong điều trị. Tuy nhiên, từ hợp chất này, đem acin hóa đóng vòng tạo ra các dẫn chất lít 2,4 benzothiazide âm 1,1 dioxin. Nếu thay tác nhân acin hóa bằng aldehyde hoặc cetone, thì thu được các dẫn chất dihydro tương ứng. Các dẫn chất này được gọi là thiazide hoặc hydrothiazide. Chúng lại có tác dụng lợi tiểu, nên được đặt tên chung là thuốc lợi tiểu thiazide. Tác dụng, chỉ định dùng. Đại đa số thuốc lợi tiểu nhóm này dễ hấp thu sau khi uống, trừ chlorothiazide, chỉ hấp thu khoảng 10%. Các thuốc nhóm này khác nhau về hoạt lực và thời gian tác dụng. Thời gian tác dụng phụ thuộc chủ yếu vào mức độ liên kết với protein huyết tương hoặc hồng cầu và hệ số phân bố dầu trên nước của mỗi chất. Tất cả các thuốc này có tác dụng ức chế tái hấp thu ion natri kèm theo là ion chlorid ở phần đầu của ống lượn xa, nên làm tăng sự đào thải natri và nước gây lợi tiểu. Các thiazide còn làm tăng sự đào thải ion chlorid, kali, và ở mức độ thấp hơn, ion hydrocarbonate, làm tăng sự tái hấp thu ion canxi. Ngoài ra, các thuốc này còn có tác dụng làm giãn mạch máu, vì vậy, các thiazide được dùng. Điều trị bệnh tăng huyết áp, các thiazide có tác dụng hạ huyết áp nhẹ, 10%, nên chỉ dùng trong trường hợp bệnh tăng huyết áp nhẹ, dùng kết hợp với các thuốc chống tăng huyết áp khác, để làm tăng tác dụng hạ huyết áp, và làm giảm tác dụng lưu giữ nước của một số thuốc chống tăng huyết áp. Bổ sung trong các trường hợp bị phù, như phù do suy tim sung huyết, do xơ gan, do dùng thuốc corticosteroid, hoặc estrogen cũng như do các dạng rối loạn chức năng thận khác nhau, hội chứng thận hư, viêm cầu thận cấp, suy thận mãn tính. Để phòng tạo sỏi canxi thận, có thể dùng một mình, hoặc phối hợp với amiloride hoặc allopurinol, chống chỉ định các thiazide trong trường hợp vô niệu, bệnh nhân quá mẫn với thiazide, hoặc sulfonamide khác, phụ nữ mang thai. Lý tính, bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng, không mùi, nóng chảy khoảng 268 độ C với sự phân hủy, pKa 1 bằng 7,9, pKa 2 bằng 9,2, hydrochlorothiazide ít tan trong nước, methanol, dễ tan trong các dung dịch kiềm, dimethylformamide, không tan trong ete, chloroform. Hóa tính, hydrochlorothiazide có tính axit yếu, tính bazơ yếu, dễ bị thủy phân và hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Những tính chất đó được ứng dụng trong định tính, định lượng hydrochlorothiazide. Hydrochlorothiazide dễ tan trong các dung dịch kiềm, tác dụng với một số muối, tạo muối mới kết tủa hoặc có màu. Định lượng bằng phương pháp đo kiềm trong môi trường khan, dung môi dimethyl sulfoxide, chất chuẩn tetrabutyl-ammoni hydroxide, chỉ thị đo thế. Hydrochlorothiazide tan trong axit hydrochloric, trong dung dịch này, nó tạo muối kết tủa với một số thuốc thử chung của alkaloid. Đun với dung dịch kiềm giải phóng ammoniac làm xanh giấy quỳ đỏ. Tác dụng với hydroperoxide hoặc axit nitric tạo ion sulfat, phát hiện ion sulfat bằng thuốc thử barychloric. Thủy phân hydrochlorothiazide giải phóng nhóm amin thơm tự do, phát hiện amin này bằng phản ứng tạo phẩm màu azo. Hấp thụ UV. Công dụng, chỉ định dùng như các thiazide nói chung là điều trị bệnh tăng huyết áp và làm thuốc lợi tiểu. Dạng bào chế, viên năng 12,5mg. Viên nén 25mg, 50mg và 100mg, dung dịch uống 10mg và 100. Thuốc lợi tiểu mạnh, thuốc lợi tiểu tác dụng lên quai hen. Nhóm này gồm những hợp chất có cấu trúc hóa học rất khác nhau. Các hợp chất hữu cơ thủy ngân cùng thuộc nhóm này, song do độc với tim, thận và nhiều nhược điểm khác, nên ngày nay không dùng.
Về cấu tạo hóa học, có thể chia các thuốc này thành 3 nhóm nhỏ. Các dẫn chất của axit 5 sulfamoin 2 hoặc 3 amino benzoic như furosemide, azoxemide, bumetanide, pyrethanide 1. Các dẫn chất của 4 amino 3 pyridine sulfonin UG như tosamide 2. Các axit phenoxyacetic như axit ethacrynic. Các thuốc nhóm này có tác dụng ức chế việc tái hấp thu ion natri, chlorid và kali ở phần dày của nhánh lên quai-hen. Ở phần này của ống thận, việc tái hấp thu các ion trên rất mạnh. Mặt khác, việc tái hấp thu ở các phần ống thận tiếp theo lại yếu, nên thuốc lợi tiểu tác dụng trên quai-hen là những thuốc có tác dụng lợi tiểu mạnh nhất. Ngoài ra, các thuốc nhóm này còn làm tăng sự đào thải ion canxi, ion magie. Vì vậy, so với các thuốc lợi tiểu khác, thuốc lợi tiểu tác dụng trên quai-hen có tác dụng tốt nhất trong điều trị phù phổi cấp. Chỉ định dùng trong điều trị phù do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt phù phổi cấp, kết hợp trong điều trị bệnh tăng huyết áp nặng, dùng điều trị chứng tăng canxi máu, do tác dụng lợi tiểu rất mạnh và bắt đầu tác dụng nhanh, nên phải thận trọng khi dùng cho các bệnh nhân mẫn cảm với tụt huyết áp, mẫn cảm với chứng giảm kali máu. Furosemide. Lý tính, bột kết tinh trắng, hoặc hầu như trắng, không mùi, không vị, không bền vững với ánh sáng, nhưng vững bền ngoài không khí, chảy ở khoảng 210 độ C với sự phân hủy, pKa bằng 3,9. Furosemide thực tế không tan trong nước, tan trong acetone, khó tan trong ete, hơi tan trong ethanol, tan trong methanol và rất dễ tan trong dimethylformamide, tan trong các dung dịch kiềm loãng. Dưới tác dụng của ánh sáng, furosemide biến màu dần. Hóa tính của furosemide là hóa tính của nhóm carboxylic, của nhóm sulfonamide, của nhân thơm và của nhóm amin thơm. Ứng dụng các hóa tính này để định tính, định lượng furosemide và điều chế muối dễ tan trong nước. Furosemide tan trong các dung dịch kiềm do tạo muối với kim loại kiềm. Định lượng furosemide bằng phương pháp đo kiềm trong môi trường khan, dung môi, dimethylformamide, dung dịch chuẩn, natri hydroxide, chỉ thị, xanh bromothymon. Điều chế dạng muối natri furosemide để pha dung dịch kiềm. Hấp thụ UV. Thủy phân furosemide bằng axit, thêm natri nitrit rồi thêm amoni sulfamat và N1-naphin, ethylene, diamin, dihydrochloride thì tạo màu từ đỏ đến đỏ tím. Công dụng, chỉ định dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp, điều trị phù và chống tăng canxi máu. Dạng bào chế, viên nén 20mg, 40mg và 80mg. Dung dịch uống 8mg trên ml, 10mg trên ml, thuốc tiêm 10mg trên ml. Thuốc lợi tiểu giữ kali. Tất cả các thuốc lợi tiểu kể trên đều có tác dụng làm tăng sự đào thải ion kali qua nước tiểu. Tuy nhiên, có một số chất thuộc ba nhóm cấu trúc hóa học khác nhau, có tác dụng lợi tiểu, lại có tác dụng lưu giữ ion kali. Các thuốc này được gọi chung là thuốc lợi tiểu giữ kali. Các thuốc điển hình của nhóm là spironolactone, chiamterin, dẫn chất 2, 4, 7 tờ diamino, 6 arosteridin, và amylorid, dẫn chất của pyrazinoin guanidin. Lý tính, bột màu xanh hơi vàng, không mùi, nóng chảy khoảng 240 độ C, amylorid hydrochloride ít tan trong nước, 1 gram tan trong 200ml nước, và ethanol, thực tế không tan trong chloroform và ete. Amylosid có tính bazơ, dễ bị thủy phân, đặc biệt trong môi trường kiềm, dễ bị oxy hóa, đặc biệt trong môi trường kiềm và khi tiếp xúc với ánh sáng, hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Các tính chất đó được ứng dụng trong định tính và định lượng amylosid. Tác dụng với axit tạo muối, muối hydrochloride tan được một phần trong nước, vững bền với tác nhân oxy hóa hơn amylosid bazơ nên là chế phẩm dược dụng. Tác dụng với một số axit khác tạo muối kết tủa, axit picric, axit silicovolframic. Định lượng bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan dung môi, axit acetic khan, dung dịch chuẩn độ, axit perchloric, chỉ thị đo thế hoặc tím kết tinh. Tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng giải phóng ammoniac làm xanh giấy quỳ đỏ. Tác dụng với dung dịch natri nitrit trong môi trường axit hydrochloric, sau đó thêm dung dịch beta naphthol trong kiềm tạo phẩm màu aro. Hấp thụ UV. Định tính axit hydrochloric kết hợp bằng thuốc thử bạc nitrat. Công dụng. Amylosid hydrochloride cũng như chiamterin chủ yếu được dùng kết hợp với các thuốc lợi tiểu khác, như thuốc tác dụng trên quai-hen hoặc thiazid, để làm tăng sự đào thải ion natri và nước ra khỏi cơ thể.
Các thuốc này cũng có thể dùng một mình để điều trị phù nhẹ do suy tim xung huyết hoặc xơ gan, hội chứng thận hư.